Cao Hiền Audio xin kính chào tất cả các bác, các chú, các anh chị yêu mến âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Thì trải qua rất nhiều những ngày mưa bão, đấy, thì em Hiền cũng đã lên sóng và giới thiệu đến tất cả các bác một lô micro hàng tháo phòng hát. Em chỉ để cho các bác với giá chỉ từ 600.000 đồng thôi. Những bộ đẹp tinh tươm, những bộ đẹp nét căng, em báo giá ngay từ những giây phút đầu tiên 850.000 đồng một bộ. Đấy, Cao Hiền không nói sai. Và tất cả các bác ai nhanh tay chốt được những bộ micro hàng bãi xịn, tất cả đều là chính hãng xịn của Thu Di và Newcast hết các bác nhá. Một thương hiệu hàng xịn đến từ Đài Loan. Và tất cả tay chân của nó là nguyên bản, chưa qua tân tuốt, chưa qua sửa chữa. Tiếng tăm của nó thì nói thật các bác là bao phê bao hay luôn. Mặc dù nó chỉ có mấy trăm nghìn đồng, nhưng mang lại cho các bác một sự trải nghiệm, đó là gì ạ? Chúng ta hát những bộ micro hàng bãi xịn, hát những bộ micro hàng tháo phòng hát, đương nhiên cái chất lượng âm thanh của nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy một chiếc đầu thu mặt màu trắng ngà. Và ở trên đầu thu thì nó sẽ có một cái kính là chống trẻ em các bác nha. Khi các bác chỉnh xong các bác đậy lại phát là ok. Còn khi các bác chỉnh thì các bác nhấc nó lên. Đấy, trên cái đầu thu này của nó bao gồm có hệ thống màn hình này. Đấy, có hệ thống setup này, cài đặt này. Đấy, và con này của nó thì nó có rất nhiều mã. Một là Newcast này. Đấy, FI này. Đấy, Enjoy này, Tozy này. Thì tất cả con này của nó đều là một. Duy nhất chỉ có tay của Tozy thì nó hơi khác một chút các bác nhá. Đấy, tay của Tozy đây. Có duy nhất nó có tầm khoảng 2 bộ Tozy. Đấy, và tất cả tay chân của nó là còn nguyên zin 100%. Nhưng tiếng của nó phê lắm các bác ạ. Những bộ micro này các bác phải bù với lại những bộ micro 5 triệu, 6 triệu trở lên. Thì hãy nói về chất lượng và đọ về cái mức độ chuẩn âm thanh so với bộ micro này. Dòng này các bác có thể sử dụng để đi làm show, đi làm sự kiện, đi làm tiệc cưới. Ok luôn. Và trước tiên thì cho các bác xem qua về cái đầu thu của nó đây. Đầu thu con này là con FI các bác nhá. Đấy, mở nắp ra này. Các bác chỉnh xong các bác đậy lại. Tức là sờ mó thoải mái, không thể nào đụng được cái đến cái phần bên trong của nó. Đây, cho các bác xem qua về cái ruột gan của nó đây. Thật sự ruột gan của nó khá là quy mô, khá là bài bản. Con này chạy 4 hộp sóng nhân các bác nhá. Còn một hộp sóng to. Thì đối với con này thì khu vực sóng nó xử lý riêng biệt hoàn toàn. Đó. Và con này với cơ chế là chạy sóng AB, nó giúp cho bộ micro này hoạt động cực kỳ là hoàn hảo trong mọi thời tiết, trong mọi khu vực. Đấy. Canon 6 ly đều có và hệ thống com tinh chỉnh có ok luôn. 2 anten. Đấy, với mức giá những bộ micro như thế này mà em để cho các bác với giá chỉ có mấy trăm nghìn đồng thôi. Các bác có thể nghe em Hiền test âm thanh. Các bác nhá. Nghe em Hiền test âm thanh sau đó thì các bác cảm thấy ok, các bác ủng hộ em Hiền một sản phẩm. Đấy, tay micro em Hiền đã bật sẵn này các bác ơi. Đấy, tay micro bật sẵn này các bác nhìn thấy không? Qua chất lượng, qua là ok. Các bác nhá. 67 12 67 12 34 56 67 8 9 10. Alo. Các bác này. Hiện tại bây giờ là em mới chuyển đến một cái phòng mới, đó là toàn bộ là phòng kính. Thì các bác cảm giác tiếng nó hơi ồm đúng không? Như nếu mà các bác sử dụng trong không gian gia đình nhà mình thì thật sự tiếng tăm của nó rất là phê. Các bác ạ. 67 12 34 56 6 67 8 9 10. Alo. 12 Em mới có phải ngoài trời đang mưa. Em mới có phải trời đang sang đông. Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ai ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. 67 chống hú cũng rất là tốt luôn các bác. Đấy, con này của nó có một cái hay là nút của nó nút gạt các bác nhá. Các bác đẩy phát là nó lên này, thấy không? Đấy, kéo phát là nó xuống này, thấy không? Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, và cho các bác xem qua về cái tay chân của nó nữa. Đấy, tất cả con này của nó là chạy chung một cái côn giống y hệt côn của Bayer. Và tay chân đương nhiên rồi, em nói luôn là đã là hàng bãi, hàng zin nguyên thì nó có xước sát. Đấy, tất cả tay này của nó là còn nguyên bản hết các bác nhá. Anh em ai mà quan trọng về cái hình thức thì các bác ra chợ mua hàng nhái, hàng fake, hàng rẻ tiền các bác dùng. Còn ai mà các bác quan trọng nhất là cái chất âm hay, tiếng tăm ok thì các bác lấy cho em Hiền những bộ micro này. Phải dùng hai từ là chất âm quá hay. Đấy. Duy nhất có hai bộ Tozy các bác nhá. Tozy thì tay của nó đây. Còn đâu còn lại là nó có Enjoy này, FI này, Newcast này, nó như nhau hết. Với mức giá những bộ hoạt động hoàn hảo, em để cho các bác với giá chỉ có 850.000 đồng thôi. Có cả chống lăn, có cả chống sốc và dây đít, có nguồn, có dây 6 ly đầy đủ không thiếu gì.
Đấy. Và anh em ai mà lấy bộ micro này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em Hiền. Còn em Hiền có một bộ là cái màn hình này của nó là một tay nó bị sọc các bác này. Một tay bị sọc hoạt động hoàn hảo. Em để cho bác với giá 600.000 luôn. 600k. Đấy. Một bộ hai tay về hát thay mic dây đã là đã lắm rồi các bác ạ. Không ảnh hưởng gì đến hình thức, không ảnh hưởng gì đến chất lượng. Và các bác ai mà chốt đơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để ngoài tiêu đề 0936118558. Đấy. Và các bác ơi, anh em ai xem video thì sau những ngày mưa bão, dân Quảng Ninh rất là khổ các bác. Đấy. Các bác ai mà ủng hộ em Hiền một sản phẩm thì ok. Các bác ai chưa like thì like cho em Hiền và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em Hiền những sản phẩm tiếp theo các bác nhá. Và buổi trưa ngày mai em lên cho các bác một dòng vàng cực kỳ đẳng cấp. Đấy, SK của Mỹ. Đấy, một dòng vàng chip analog device. Rất mong tất cả các bác chúng ta sẽ đón xem video vào buổi trưa ngày mai. Xin chào tất cả anh em.